Shop phụ kiện Minh Thảo PCP, em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bác về những cái mẫu giảm âm hiện tại đang có bán tại cửa hàng ở bên shop. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cái phần giảm âm 3 khúc AZ Fox iGun nha anh em nhé. Thì các bác có thể tham khảo qua, cái mẫu giảm âm này. Mà không cần phải tham khảo, mà em nghĩ là cũng không cần phải tham khảo qua đâu, thì em cũng xin khẳng định lại với tất cả anh em luôn là trong tất cả những dòng giảm âm ấy, chuyện âm tốt nhất ấy, thì cái dòng Epic iGun AZ Fox, em xin lỗi các bác, AZ Fox iGun hàng nhập trên tay em đang cầm đây là mẫu giảm âm triệt tiêu tốt nhất ở trên thị trường hiện nay các bác nhé. Tốt nhất trên thị trường hiện nay, giá thì nó chỉ 450 thôi đấy, nhưng mà các bác có thể sử dụng được cả Condo và cả Epic. Tại vì sao? Thì ở đây thì sẽ được sử dụng là đây, nó sẽ là khi các bác mua cái dòng giảm âm này thì các bác sẽ nhận lại được đó là 3 khúc anh em nhé, 3 khúc. Nếu mà chuẩn đẹp nhất ý, đây 3 khúc này anh em, 3 khúc thì anh em chơi Condo thì các bác chỉ cần sử dụng 2 khúc này thôi, một khúc dài một khúc ngắn, nó sẽ thừa một khúc này ra, còn khi các bác chơi Epic ý, thì các bác chấp nhận đó là làm sao, chấp nhận đó là không bọc lòng, không bọc cành, thì anh em đút vào thì nó sẽ vẫn là chơi được nha các bác nhé, vẫn sẽ là chơi được. Nó chỉ hơi xấu một chút thôi, nếu mà nhìn để đẹp thì nó không đẹp bằng thôi, nhưng mà triệt âm thì nó vẫn là dòng này là triệt âm tốt nhất. Tại vì cái này nó không đủ để bọc cành, cành Epic, nếu mà nói về dòng Epic, cành ngắn thì bọc được, còn đâu nếu mà cành dài tầm độ 40 phân hay là tầm độ 16 40 phân trở lên thì là không bọc được nha anh em nhé. Tầm độ 35 phân thì bọc được, 35 phân bọc được, nhưng 40 phân thì nó sẽ bị kích các bác nhá, sẽ bị kích. Đấy. Thì cái loại này thì dòng này thì là các bác chú ý nhé, dòng này là hàng em nhập, hàng nhập đẹp. Đấy. 6 vách đồng. Anh em nhé. Đây. 6 vách đồng. Triệt âm đến 95%. Nói chung là nếu mà đặt tất cả các dòng giảm âm lên đây thì con này nó là giảm âm tốt nhất các bác nhé. Dòng giảm âm nó triệt âm tốt nhất. Phi ngoài là phi 35. Phi ngoài là phi 35. Sử dụng thì rất là dễ dàng thôi. Anh em cho vách vào và anh em xoáy để cho các cái gờ nó ăn vào nhau là được nhá. Ăn vào nhau là được. Sẽ có một cái định tâm ở đây. Sẽ có một định tâm này anh em bắt vào lòng ở đây. Các bác chú ý nhá, chỉ duy nhất lòng phi 16. Không bắt buộc là súng gì, bắt buộc lòng là lỗ phi 16. Con này thì không có lỗ phi 12 đâu nhá, bắt buộc là lỗ 16 hết. Tất cả các lòng súng để anh em chơi súng hơi là lòng 16 hết. Thì cái giảm âm này là để bắt lòng 16 chứ không có bắt lòng 12 lòng nhỏ đâu nhá. Đấy các bạn, một cái thêm các bạn chú ý. Những con ốc chốt ở đây thì nó cực kỳ là chắc chắn, nó sẽ có hai lớp gen. Hai lớp này, một lớp ở trong và một lớp ngoài, một lớp trong. Và có rèn ở giữa đây, bắt thì cực kỳ là chắc chắn, con này thì em khẳng định với anh em luôn là tốt nhất ở trên tất cả anh em nào mà chưa từng trải nghiệm qua ấy, thì các bác có thể là mua để trải nghiệm. Đấy, mà không cần trải nghiệm đâu, nhưng mà các bác nào mà giảm âm mà hỏng đang muốn đổi đang muốn thay ấy, hoặc là anh em là thấy nó lỗ to quá thì bác sử dụng sang con này các em đảm bảo là sẽ xử lý được hết các bác nhé, xử lý được hết. Đấy. Xử lý được hết. Được chưa? Thêm một lưu ý nho nhỏ khi anh em sử dụng nhé. Đây thì em cũng xin lưu ý cho anh em sử dụng, đó là như này. Các bác có thấy những cái phần kẻ kẻ này không ạ? Đấy. Nếu như cái phần này em thì em thường thường em làm thì em thích cái phần này đặt vào phần ở chỗ Condo ấy. Đấy, anh em nào mà thích thì anh em có thể là anh em nào mà chỉ chơi muốn đẹp đẹp hơn một tí, các bác cắt phần này đi,
cắt phần cắt đến đây, anh em cắt đến đây là một tiện gen xuống đây nhé mọi người. Anh em bắt vào thì nó có sẽ có phần này ở trên đầu súng, thì nhìn nó có sẽ có các đường lồi lõi, nhìn nó khá là hay ho nhé, khá là hay ho đấy. Giá thì em cũng báo với anh em rồi, để anh em tránh anh em hỏi nhé. Giá đấy là đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi nhé các bác nhé. Bấm 3 AZ Fork iGolf 35 hàng nhập 3 khúc tiến nuôi đó.